Nếu đã bỏ lỡ thương vụ siêu hời Allianz trước đó, nhà đầu tư hoàn toàn có thể cân nhắc với Sanofi, một trong những cá mập của ngành dược phẩm thế giới, với thương vụ chia cổ phiếu vào cuối tháng 5 tới đây. Với mục tiêu theo đuổi những điều kỳ diệu của khoa học để cải thiện cuộc sống của con người, Sanofi ghi điểm ấn tượng trong và sau đại dịch Covid bởi số lượng đặt hàng đơn vaccine tăng vọt cùng thành công của điều chế thuốc điều trị hen suyễn Dupuytren. Ngày giao dịch không hưởng quyền sắp tới của Sanofi là ngày 30 tháng 5 năm 2023. Các cổ đông của Sanofi sở hữu cổ phiếu SNI sẽ được thanh toán vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Được biết Sanofi chi trả cổ tức là $1.56 cho mỗi cổ phiếu. Thông tin thương vụ. Tên công ty: Sanofi. Giá cổ phiếu: 101,30 euro, cập nhật ngày 5 tháng 4 năm 2023. Giá trị cổ tức: 3,56 euro. Mức sinh lời tối thiểu: 70,29%. Ở thời điểm hiện tại, Sanofi được các chuyên gia đánh giá là mã cổ phiếu ổn định và có nhiều tiềm năng. Bên cạnh đó, báo cáo doanh thu trong quý 1 2023 của Sanofi cũng rất khả quan, đem đến cơ hội sinh lời lớn dành cho các nhà đầu tư.